Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái video có tên Bỏ sót hàng thừa kế kiện được không? Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu chuyện có thật mà tôi có được trong cái quá trình hành nghề. Vị Việt Kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài bảo rằng là: cô Thu ơi, nhà tôi á thì có tổng cộng là 10 anh chị em. Tuy nhiên rằng là khi mà ba mẹ tôi chết á, thì họ, những cái người mà đi làm giấy tờ ở phía Việt Nam á, họ lại bỏ cái tên của tôi ra. Và họ cho rằng là ở Việt Nam này chỉ còn 9 anh chị em. Và sau đó thì một số các anh chị em đã ủy quyền cho người còn lại, và người này đi làm giấy tờ. Thưa quý vị và các bạn, việc bỏ sót hàng thừa kế là rất là quan trọng. Tại vì khi anh bỏ sót cái hàng thừa kế thì xác lập cái việc khai nhận di sản thừa kế nó sẽ thiếu một đồng thừa kế. Tại cái hồ sơ này thì tôi phân tích cho quý vị và các bạn. Ví dụ năm 2000, ba mẹ chết để lại một cái tài sản, thì trong gia đình tới thời điểm ba mẹ chết tổng cộng có 10 người con. Thì trong trường hợp này mỗi người được 1/10 của cái di sản thừa kế của ba mẹ để lại. Thì có hai cách. Thứ nhất, theo trình tự thủ tục thông thường thì các bên anh chị em 10 người này thỏa thuận. Thì trong cái thỏa thuận này, trong 10 người này thì có những cái cách để ra và đứng tên đồng sở hữu. Riêng đây là cái tài sản là cái nhà, đồng sở hữu đối với cái tài sản này. Còn nếu như trong trường hợp các bên cố tình bỏ sót một trong các đồng thừa kế, vậy thì cái văn bản khai nhận di sản thừa kế nó là vô hiệu. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái quá trình hành nghề thì tôi cũng đã nhiều lần được nói rằng là: mấy anh chị em tôi không có tranh chấp đâu, thật sự là bây giờ nhà chỉ có 10 người, nhưng mà giờ ông ở nước ngoài ông giàu lắm, ông không có ý kiến gì đâu, luật sư cứ làm đi. Tuy nhiên thì tôi vẫn thẳng thắn từ chối, tôi bảo rằng là chậm một chút xíu để cho nó có một cái tính pháp lý. Nếu ông trong trường hợp cái ông ở nước ngoài ông giàu lắm, ông không có kiện, thì ông sẽ gửi về bằng văn bản thể hiện cái ý chí của ổng rằng là nhận, rằng là từ chối, rằng là cho. Nói về vấn đề này thì tôi cũng có những cái video hướng dẫn về khai nhận di sản thừa kế. Nếu quý vị và các bạn có cái nhu cầu thì chúng ta hãy coi thêm để hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Trở lại vấn đề, vậy thì cái văn bản khai nhận di sản thừa kế mà các bên xác lập bị vô hiệu, bỏ sót hàng thừa kế. Và khi bỏ sót hàng thừa kế này thì cái người mà bị bỏ sót họ có quyền khởi kiện để xin hủy cái văn bản khai nhận di sản thừa kế, để xin hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với căn nhà này. Và họ sẽ được chia theo quy định của luật thừa kế bằng một suất thừa kế. Và cũng xin nói thêm với quý vị và các bạn rằng trong trường hợp mà một đồng thừa kế bằng nhau thì mỗi một đồng thừa kế 1/10 thì mỗi suất thừa kế bằng nhau, thì người này được hưởng bằng hiện vật thì người kia sẽ được hưởng bằng giá trị. Tuy nhiên thì cũng muốn xin nói rõ thêm, trong trường hợp này thì vị Quyệt Kiều này sẽ được hưởng bằng giá trị, vì đó là cái quy định của pháp luật Việt Nam đối với người Việt Kiều được thừa kế chỉ được hưởng bằng giá trị. Thưa quý vị và các bạn, trở lại cái câu hỏi là kiện được không nếu bỏ sót hàng thừa kế. Thưa được. Và kiện bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ kiện bằng cách là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hủy cái quyết định giải quyết cá biệt và sau đó là kiện dân sự trong vụ kiện, trong trường hợp này gọi là kiện thừa kế quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, thật là khó khăn khi mà giải thích từng cái câu chữ theo cái văn bản quy định của pháp luật. Có những cái vụ kiện mà luật sư cũng phải ngâm cú rất là lâu mới có được cái lời tư vấn. Tuy nhiên cũng có những cái vụ kiện mà luật sư có thể trả lời cho quý vị và các bạn vì luật sư có những cái kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi có những cái gói về thừa kế, gói về hủy giấy, và chắc chắn rằng là trong cái sự chuẩn bị thì tôi sẽ trả lời, tập hợp lại tất cả những cái câu hỏi của quý bạn đọc liên quan với di chúc, thì tôi sẽ livestream để trả lời và sẽ có một cái chủ đề để cho bạn đọc. Trong tháng 12 thì tôi sẽ dự định livestream về vấn đề hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu quý vị và các bạn có những cái nhu cầu về việc khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ đặt câu hỏi ở phía dưới và tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những cái văn bản đó và tặng cho quý vị và các bạn trong một cái chương trình livestream trong tháng 12, và chúng ta sẽ xoay thẳng vào vấn đề hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các bạn nhé. Khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hủy cái quyết định hành chính nói chung. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Có thể khách hàng, vị khách hàng là không gian và thời gian. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa cho tôi một số câu hỏi, để câu hỏi này tôi sẽ trả lời cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Quý vị nhớ nhé, tôi sẽ live stream vào lúc 8 giờ tối, bắt đầu từ tháng 12 năm 2018. Còn lịch thì tôi sẽ chờ quý vị và các bạn đặt câu hỏi cho việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và trong trường hợp cụ thể thì tôi nghĩ rằng trong cái tháng 12 này tôi chỉ ưu tiên cho cái hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.